Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên HTV9 hôm nay thứ Hai 20 tháng 8. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chuyên đề âm nhạc, hộp thư âm nhạc, thời sự âm nhạc. 5 giờ 40 phút phim tài liệu Dẫn Mãi Yêu Cuộc Đời. 6 giờ bản tin buổi sáng. 6 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Ánh Hồng Cuộc Sống tập 7. 7 giờ 25 phút phim tài liệu Hạt Giống Đỏ tập 4. 7 giờ 45 phút Thế Giới Đó Đây Patagonia Dùng Đất Phương Nam. 8 giờ 10 phút Cải Lương Góc Khuất Trái Tim. 9 giờ 50 phút Đất Nước Mến Yêu Sắc Màu Thiên Nhiên. 10 giờ 10 phút Văn Nghệ Thiếu Nhi Liên Quan Búp Sen Hồng. 11 giờ chiếu phim phim truyện Singapore Lục Tiểu Phụng tập 8. 12 giờ tin trong nước, tin thế giới, chứng khoán 24 giờ. 12 giờ 25 phút phóng sự tài liệu Vì Một Niềm Tin. 12 giờ 40 phút giáo dục và hướng nghiệp, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. 13 giờ tin tiếng nước ngoài. 13 giờ 30 phút phim tài liệu Hồn Cố Quốc tập 1. 13 giờ 50 phút kiến thức phổ thông. 14 giờ chương trình văn hóa thành phố. 14 giờ 30 phút khám phá những hành tinh khổng lồ. 15 giờ tin thế giới. 15 giờ 10 phút phim tài liệu Ký Sự Tân Đảo. 15 giờ 20 phút chuyện bốn mùa nước chấm cao cấp. 16 giờ 10 phút du lịch vòng quanh thế giới, châu Âu nhìn từ trên cao. 16 giờ 35 phút bạn trẻ bốn phương. 17 giờ 10 phút thể thao quốc tế tổng hợp. 17 giờ 25 phút phóng sự. 17 giờ 45 phút tin trong nước. 18 giờ chiếu phim phim truyện Việt Nam Xin Lỗi Tình Yêu tập 9. 19 giờ tiếp sóng Đài Truyền Hình Việt Nam. 19 giờ 50 phút chương trình thời sự. 20 giờ 30 phút truyền hình trực tiếp cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2007. 22 giờ chương trình an ninh thành phố. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Khi Mùa Xuân Đến tập 21. 23 giờ 20 phút phim tài liệu Ký Sự Amazon. 23 giờ 30 phút thông tin văn hóa khoa học kỹ thuật cơ cấu tuyệt diệu của tháp đồng hồ Big Ben. 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tin thế giới. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình.